Bảo Anh là một trong những ca sĩ trẻ tài năng gây được nhiều dấu ấn qua các sản phẩm âm nhạc chỉnh chu và đầu tư tới bến. Bên cạnh đó, cô nàng cũng rất chịu khó đầu tư về hình ảnh bản thân để không nhạt nhòa trong mắt người hâm mộ, từ hình tượng nhẹ nhàng đến sexy gợi cảm, rồi đột phá với mái tóc ngắn cá tính. Mới đây nhất, trên trang fanpage của mình, nữ ca sĩ lại gây nhiều chú ý khi chuyển qua hình ảnh ngọt ngào, trong sáng. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện set đồ màu xanh trẻ trung, mát mắt cùng nụ cười tươi tắn, lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu khiến không ít người hâm mộ đổ gục. Thế nhưng, bên cạnh đó, một số netizen lại soi ra những điểm kỳ lạ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nhiều người cho rằng cô nàng đã can thiệp dao kéo khiến cho khuôn mặt mất đi nét đẹp vốn có với chiếc mũi nhọn hoắt cùng đôi mắt to lồ lộ. Trước nhiều ý kiến của người hâm mộ thắc mắc về nhan sắc khác lạ của mình, Bảo Anh đã lên tiếng cho biết thời gian qua cô bị sụt cân khá nhiều. Nữ ca sĩ để lại bình luận bên dưới bài đăng, cao 1m60 nặng 42kg. Có ai trong mùa dịch bị sụt ký như mình không? Trước tiết lộ này, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng về sức khỏe của cô vì thấy rõ gương mặt quá hốc hác. Ai nấy cũng đều khuyên Bảo Anh nên tăng cân lại một chút để trông có sức sống và xinh đẹp hơn. Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận gây chú ý như: quá ốm nha, mập lên tí nữa mới chuẩn, không biết có phẫu thuật thẩm mỹ không mà nhìn khác lạ vậy. Trời ơi, ca sĩ Bảo Anh đây á. Cái mũi trước rõ đẹp, hình như chị mới nâng mũi, nhìn không hợp. Đây không phải lần đầu Bảo Anh vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2017, cư dân mạng chia sẻ dần dần hình ảnh trước sau không thống nhất của Bảo Anh khắp mạng xã hội và nghi ngờ nữ ca sĩ đã trùng tu, vòng 1. Bởi thuở mới vào nghề, dù có ngoại hình xinh xắn, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy vòng 1 của cô nàng khá khiêm tốn. Tuy nhiên sau đó, Bảo Anh dường như lột xác với những hình ảnh quyến rũ khoe vòng 1 căng đầy khác lạ. Chính điều này đã làm dấy lên nghi vấn Bảo Anh phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực. Mặc dù không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, nhưng trong một số bức ảnh, Bảo Anh đã vô tình để lộ phần da dưới cánh tay nhăn nheo cho thấy dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ. Những hình ảnh này càng góp phần củng cố cho những nghi ngờ của các fan hâm mộ. Thực hư chuyện Bảo Anh phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa được khẳng định chắc chắn, nhưng có thể thấy cô nàng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Cô đang dần khẳng định chỗ đứng vững chắc của mình trong lòng người hâm mộ. Được ví là Taylor Swift của Việt Nam, ca sĩ Bảo Anh được thiên phú có chất giọng mỏng, nhẹ pha chút trầm buồn xen kẽ ngọt ngào khá hợp với thị trường âm nhạc. Gây chú ý ngay từ vòng giấu mặt của cuộc thi giọng hát Việt Nam 2012, mặc dù không đạt thứ hạng cao nhưng điều đó không có nghĩa tương lai âm nhạc của cô sẽ mờ mịt. Sự thật chứng minh rằng ca sĩ Bảo Anh liên tục sở hữu các bản hit đi kèm với chất lượng đều đặn gây bão mỗi năm trong cộng đồng mạng như Sống xa anh chẳng dễ dàng, Yêu một người vô tâm, Trái tim em cũng biết đau, và dễ dàng trở thành cái tên hát hàng đầu làng nhạc Việt. Bên cạnh đó, chuyện tình yêu hợp tan với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu luôn là chủ đề được giới trẻ quan tâm khi nhắc đến nữ ca sĩ trẻ đẹp này. Ngoài sự nghiệp thành công, Bảo Anh cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khi sở hữu một điều kiện sống khá giàu sang. Sau hơn 5 năm đi hát, cái tên Bảo Anh chưa bao giờ ngừng hát, cô liên tục nhận được các hợp đồng làm đại diện, đóng quảng cáo, tham gia nhiều game show, từ đó cô có thể dư giả sắm cho mình một căn hộ tiện nghi, sang trọng. Giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng còn gây bất ngờ khi thường đổi sang các thương hiệu xe sang đắt tiền. Bảo Anh còn khiến mọi người dễ dàng nhận thấy cuộc sống sang chảnh của cô ở mức độ nào khi thường có những chuyến du lịch tại trời Âu xa xôi. Chưa hết, cô cũng là một tay chơi hàng hiệu có tiếng khi theo kịp xu hướng và sắm sửa cho mình nhiều thương hiệu quần áo đắt tiền.